Nhờ triển khai đồng bộ khai báo y tế bằng mã QR code giám sát người và phương tiện khi ra vào thành phố Đà Nẵng, nên trong tuần qua, tại 15 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố đã làm thủ tục khai báo y tế nhanh gọn, không còn ưu tác giao thông như những ngày đầu triển khai. Trước đây, khi triển khai, lực lượng chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các lực lượng phối hợp kiểm soát dịch bệnh yêu cầu người dân phải khai báo y tế, điền đầy đủ thông tin vào tờ khai in sẵn, thủ tục này mất ít nhất 10 phút cho một người đăng ký và mất khá nhiều thời gian cho những người đi cùng nên thường xuyên xảy ra ung tắc giao thông tại các chốt kiểm dịch trong giờ cao điểm. Trong tuần qua, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ khai báo y tế bằng mã QR code tại các chốt kiểm dịch. Người dân chỉ cần quét mã vạch QR code khi đi đến các địa điểm theo lịch trình thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration bluezone ncov trên điện thoại di động thông minh qua đó kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng ncov bluezone để phục vụ công tác phân tích truy vết và dự báo dịch tễ